Vâng, xin mời mình chào anh em nhé. Trong quá trình phân phối bật lửa và đặc biệt là những cái bật lửa đồng đỏ thì khách của mình hay hỏi là khi mà cái sản phẩm đồng đỏ nó lên màu thì nó sẽ như thế nào? Thì hôm nay trong tay mình sẽ có hai chiếc bật lửa anh em nhé. Một cái này thì mình đã lấy ra và mình đã nghịch một thời gian anh em nhé, mấy ngày cho nó lên màu, và cái này thì mới, thì để cho anh em xem nhận biết được cái màu sắc của nó như thế nào anh em nhé. Trước tiên ấy, về cái sản phẩm mới thì mình sẽ cho anh em xem này, một cái sản phẩm rất là đẹp về cái màu sắc của nó anh em nhé. Mình không nói đến cái họa tiết đấy, và mình sẽ nói đến cái màu sắc là nó có màu đỏ hồng anh em nhé, rất là đẹp đấy. Trước tiên khi anh em mua về thì nó màu nó sẽ như thế này anh em nhé, sau một thời gian dùng rồi ấy, thì nó đỏ, nó lên màu cũng rất là đẹp đấy. Còn nếu như anh em không thích cái màu đỏ đậm nữa thì anh em có thể là lấy cái metal polish anh em lau vào thì nó lại sáng đỏ hồng như thế này. Và khi mà ban đầu như thế này nha, anh em dùng mua về một thời gian thì nó sẽ lên màu như thế này. Đấy. Em thấy không? Một cái sản phẩm mà bằng đồng đỏ thì nó lên màu rất là đẹp. Chẳng qua cái trên tay mình đây này, cái màu này là mình không dùng đều thôi, mình chỉ mới là động cầm vào sơ sơ một thời gian thôi, nó lên màu như thế này. Chứ nếu như mà mình mà dùng đều á, mình mà dùng mồi thuốc đều á, thì nó sẽ đều màu anh em nhé, chứ nó không có chỗ tím, chỗ vàng đậm, vàng nhạt như này, mà nó sẽ đậm thì đậm cá, vàng nhạt thì nhạt cá anh em nhé. Và nó óng ánh này, nó bóng này, này có một cái vẻ đẹp rất chi là đẹp, có cái dòng đồng đỏ anh em nhé. Đây, đây không phải là hiện tượng này, không phải là bay màu hay là bạc màu hay là bị xín ấy, hay là bị biến đổi chất anh em nhé, mà nó chỉ là ngã vàng thôi, do cái đặc tính là oxy hóa, khi mà đồng tiếp xúc với không khí và mồ hôi tay các kiểu ấy, thì nó sẽ ngã màu như thế này. Đấy, anh em thích để như thế này thì để dùng anh em nhé. Và với quan điểm cá nhân của mình thì mình sẽ thích cái màu này này. Đấy, thì anh em dùng sẽ rất là lạ. Còn nếu như mà những cái sản phẩm màu vàng ấy, màu vàng thì anh em dùng xong một thời gian thì nó sẽ vàng như thế này này. Đấy, vàng đậm ra. Đấy, đậm như thế này anh em nhé. Và tất nhiên anh em dùng nhiều thì nó còn bóng. Đấy, cái này thì nó sẽ đỏ như thế này anh em nhé. Còn hiện tại về cái dòng bật lửa đồng đỏ thì bên mình cũng có rất là nhiều mẫu anh em nhé, cũng khá khá nhiều mẫu. Đấy, anh em thích thì anh em có thể là đăng ký kênh của mình sau anh em xem anh em nhé, thì có rất là nhiều dòng. Và trên thị trường á, đa số đến 99% là bật lửa đồng vàng anh em nhé. Ví dụ như những cái sản phẩm như thế này thì bằng đồng vàng. Đấy. Còn như thế đó, anh em nhìn đó hồng như thế này thì đồng đỏ. Và cái dòng đồng đỏ nó sẽ có một cái đặc điểm khi anh em nhìn xuống bên dưới mọc đáy này, thì nó sẽ có chữ copper anh em nhé. Cứ nếu bằng đồng đỏ thì nó sẽ dập chữ copper. Copper anh em nhé, copper tiếng Anh nó nghĩa là đồng đỏ, đồng nguyên chất đấy. Ok, còn tạm thời thì hiện tại trên tay mình cũng có một cái cây bật lửa này. Nếu như anh em thích cái này thì mình cũng có thể giới thiệu qua cho anh em một chút anh em nhé. Một cái sản phẩm bật lửa Zoro. Cái sản phẩm này thì shop mình bán rất là chạy này, cực kỳ chạy luôn. Một trong những cây bật lửa Zoro shop mình bán chạy nhất anh em nhé. Tại vì nó khá là độc lạ, họa tiết rất là sexy anh em nhé. Mặt trước đấy, hình cô gái sexy này. Các cạnh bên này, về mặt sau này, đấy, cũng có một cô gái quái vật ba đầu. Một hai ba đầu đấy, nó như thế. Và cạnh sau này cũng có họa tiết hoa văn, tất cả thì đều được khắc chìm hết anh em nhé. Anh em dùng cái này thì không bao giờ có thể mò được chủ đề đấy. Và cái bản lề của nó này bằng niken mà rất là đều tròn anh em nhé, đều tròn kín khít đẹp. Cái bên trên thì nó có một cái đồng hồ cát này, nó như thế. Bên dưới thì mộc đáy của thương hiệu Zoro. Với những cái sản phẩm mà Zoro có thiết kế kiểu dáng sang đá bấc như thế này thì shop mình sẽ bảo hành 5 năm anh em nhé. Trong quá trình sử dụng nếu anh em dùng mà có hỏng hóc gì thì shop mình sẽ bảo hành cho anh em. Cái này âm cũng khá là hay anh em nhé. Để cho anh em tiện theo dõi hơn một chút nữa thì mình sẽ cân thử cho anh em xem. Ví dụ mình sẽ lôi một chiếc Zippo Amor ra, mình để cân. Đấy, sắm được cái cân thì rất là trực quan, cân cho anh em xem. Một cái Zippo Amor nhé, 63 g. Còn cái này thì bao nhiêu? 73 g anh em nhé. Cái Zoro này nó sẽ nặng hơn bởi vì cái vỏ nó dày hơn anh em nhé. Với cái sản phẩm này thì vỏ bằng copper anh em nhé, và ruột thì bằng thép chuyên dụng. Đấy, thép chuyên dụng không dỉ, có màu trắng anh em nhé. Những cái sản phẩm Zoro này thì cực kỳ bền luôn, cổ đá bằng đồng, bánh xe cắt xếp sau. Cái này thì shop mình sẽ ship COD cho anh em nhé.
trong quá trình sử dụng, nếu anh em dùng có vấn đề gì thì alo shop shop sẽ bảo hành cho anh em. Cái lưới gà này 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 thì shop mình sẽ bảo hành trọn đời anh em nhé. Ở bên trong thì cái vỏ rất là dày, vỏ này còn dày hơn cả một cái Zippo Armor anh em nhé. Ok, về cái sản phẩm này thì shop mình đã chụp ảnh rất là rõ ràng, chi tiết và sắc nét cực kỳ đẹp luôn. Mình rất là tâm huyết với cái bộ ảnh của cái sản phẩm này. Anh em thích thì anh em có thể ấn vào đường link bên dưới phần bình luận hoặc mô tả thì để xem ảnh anh em nhé. Còn về cái sản phẩm thì nó có mã số ở đây, RR72 anh em nhé, RR72. Cái này thì anh em muốn lấy thì alo cho shop, shop sẽ ship cho anh em hàng đến nơi, anh em được kiểm tra hàng trước, đúng hàng trong clip, rồi anh em nhận và thanh toán tiền sau thôi. Cái này thì shop mình bán COD, như thế gọi là COD anh em nhé. Thì tới nơi cũng có một số trường hợp là không nhận hàng. Lý do không nhận thì không phải là vì cái sản phẩm xấu hay là như thế nào cả, mà là ví dụ do là do khách bùng kèo thôi. Ok, mình nói như thế để cho anh em biết là cây này nó rất là chất lượng anh em nhé. Và hiện tại trên thị trường Việt Nam thì mẫu này chỉ có duy nhất mình shop Shipman mình có thôi anh em nhé. Đấy. Anh em muốn lấy cây này thì cứ nhanh tay alo cho shop nha. Vâng, anh em xem video cho shop xin là ký kênh và một like. À, cái giá của cây này là 480.000 anh em nhé, 480.000 đồng. Vâng, mình chào tạm biệt.